Xin chào mọi người, hôm nay em sẽ giới thiệu về một chiếc máy giặt đến từ nhà Electrolux luôn nha. Các mã sản phẩm là EWF1024M3SB. Hãy cùng em khui em nó ra để xem thực tế sản phẩm như thế nào luôn nha. Và đây là hình ảnh thực tế của sản phẩm. Và đây là một chiếc máy giặt với thiết kế là cửa trước lồng ngang nè, với khối lượng giặt là 10kg luôn, với tổng chiều cao là 85cm và chiều ngang là sẽ là 60cm và chiều sâu sẽ là 70cm nha. Cân nặng của em nó sẽ là 72kg. Và chiếc máy giặt có tích hợp cho mình luôn là một bảng điều khiển bằng cảm ứng hết nha, có ngôn ngữ là Anh Việt, tiện lợi dễ dàng sử dụng luôn. Với công nghệ giặt hơi nước thì mình sẽ sử dụng hơi nước ở nhiệt độ cao khoảng tầm từ 40 tới 90 độ C để làm sạch tất cả các vết bẩn, để loại bỏ những vết dơ khỏi quần áo. Và chiếc máy giặt này sử dụng động cơ truyền động gián tiếp là dây Cura luôn nha, tích hợp thêm công nghệ là Incom Inverter giúp cho máy vận hành một cách rất là êm ái nè, bền bỉ và hạn chế rung lắc khi vận hành, đồng thời luôn là sẽ tiết kiệm điện cho gia đình của chúng ta. Sản phẩm này được bảo hành trên hạn 24 tháng tại nhà, hàng thì có sẵn tại kho điện máy Gia Khang luôn nha. Anh chị có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ chúng em qua hotline hoặc website tụi chị để dưới phần mô tả luôn. Còn bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị luôn nha.